Chiều ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo thị xã. Đây là các thí sinh xuất sắc nhất đã trúng tuyển sau khi tham gia kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2018. Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý gồm bà Nguyễn Thị Liên Hương, viên chức phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Hương Đạo; bà Bùi Thị Huyền, phó hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Sơn, được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Tân Việt; bà Nguyễn Thị Hương, phó hiệu trưởng trường mầm non Yên Thọ, được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai; bà Nguyễn Thúy Vân, giáo viên trường tiểu học Bình Khê 1, được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trường tiểu học Bình Khê 2. Các đồng chí nói trên đều được bổ nhiệm kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 với thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm lần này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thị xã ngày càng phát triển vững mạnh.